Dạ. Tiếp tục Hoan sẽ chia sẻ và giới thiệu cho anh em. Hôm nay là cái video ngày hôm nay là cái video xả lỗ. Giờ khách hàng mấy ngày hôm nay tới mua xe rất là nhiều. Thì cái tiêu đề chính ngày hôm nay của mình là tiêu đề xả lỗ. Xả lỗ cho những cái con xe như thế nào? Xe xấu, xe nó bị lỗi. Lỗi này, lỗi kia, lỗi nọ. Nó là những cái mà mình muốn chia sẻ với anh em. Thay vì là mình mang cái xe đi mình bán cho mấy cái anh em mà mới chơi xe, hoặc là những cái người mà người ta sang xe là người ta về người ta bán kiếm lời. Thì hôm nay Phó Anh sẽ làm một cái video là bán những con xe này cho anh em về xài chơi, xài chán mang bán lại, tôi vẫn mua, chứ không phải là tôi bán xong cái tôi từ chối trách nhiệm. Đó là Pháp Anh tôi nhé. Thì hôm nay cái đầu tiên là cái ly fan này là có rất là nhiều anh em hỏi 50 triệu mày có chạy được không. Nhưng mà thật ra là tôi bán cho cái anh này anh rất là thích. Anh đã hình như là cọc hay như thế nào không biết nữa mà anh đã mua rồi, nói chung là chuyển đủ tiền rồi. Đó là coi như là bán luôn đó. Xe này thì anh chị nhìn thấy mấy cái xe này, thay vì mình đi sang lái mình sang thì mình sang cũng chừng đó tiền, thì thay vì mình để mình bán khách đi rẻ rẻ cho khách xài chơi. Chứ quý giám đốc Quý với giám đốc Vương không rồi có bàn như giám đốc Vương ở trên Dầu Dây không ạ, khách người ta mang người ta tới người ta mua cái xe 400 triệu rồi, mấy cái xe mà có mấy chục triệu rồi có bắt đầu là mang đi sang lái hết. Như cái Kia Sabetra, đúng không, Kia Sabetra giá thị trường vẫn bán được 80 mà đem sang lái có 50-60 thì mới kêu về thì bị để mày bán cho khách đi, đúng không, mày bảo hành cho khách là chạy được đi đó, vậy thôi là khách người ta mua rồi, người ta lập lái vài bữa người ta bán xe này cọc lại, khách người ta cọc à, phải không? Anh cọc à. À, nhưng mà anh có lấy gì không ấy nhá, chẳng biết anh coi trên mạng à, coi lên mạng cọc 1 triệu. Vậy là cái anh nào mà đang coi cái video này, nếu mà thấy cái xe này thì có lấy thì lên trực tiếp xem đi ha. Chứ nhiều khi anh cọc xong cái anh lên vài bữa anh kêu anh hẹn tới cả tuần lễ tại anh đi không được, mình chỉ cho ví dụ như mà sao anh không mang dao cho anh? Anh bị Covid do cái gì? Cái này nói anh á, bây giờ em ảnh ở đâu? Ảnh đâu Tiền Giang sao? Vậy bây giờ em phải cho bé Bình gọi, bây giờ bên em chạy dao luôn, test thử cái xe cho anh luôn. Được xuống lấy tiền, chứ em mà để tình trạng về nhiều khi vài bữa nó khách hai ngày nữa hả? Vậy thì để anh 2 ngày đi. Vì Covid luôn. Cái xe này bây giờ mình xả là tầm bao nhiêu rồi ta? Bớt người ta bao nhiêu bán đi rồi? Rồi đó. Hả? Bán 170 triệu đó. Bán chưa? Bán 175 triệu, bớt 5 triệu 170 triệu. Thì hôm nay anh thì đúng giá trị của nó là còn bảo hành tới mấy tháng nữa mà. Tại vì anh số nữa mà. Rồi cái chiếc Innova kia bị lỗi kia là anh tính bán là 170 với người ta. Đó 170 xe đó, Innova. Bao máy gầm thôi. Thì bao máy thì nó là hàng G mà. Ồ sơ rút rồi không ta? Bao rút hồ sơ anh, toàn bộ xe pháp lý mình bao rút hết xe mà có 50-60 triệu phải bao rút. Đó, là cái xe này nó bị lỗi về phần mui mình có nói rồi. Và cái xe này mình không có bán cho người xài mà mình bán cho những anh em trường lái, tập lái. Những anh em mà mua về bán kiếm lời thì là mình bán cho những anh em đó thôi nha, chứ còn anh em mua về mà kêu mà gọi là tôi mua về để tôi chạy thôi thì anh em phải lên trực tiếp nha. Cái đó là cái cách của mình. Cái này là 206 không em? 206 G xịn đó. Cái này nó cũng không có đến nổi đâu, cho không làm xấu thôi. Đúng rồi, cabo cái bụng đâu, nói chung là kệ nó, bán rẻ cho anh em đi. Thấy rồi, coi rồi, anh coi rồi. Thì nó còn nguyên mà, do nó bị trên mui nè, với mình mua rẻ, bán rẻ cho anh em xài chơi thôi. Đổi còn cái chiếc Innova taxi này thì sao? Xe này taxi. Mấy cái xe này chắc nếu mà hàng taxi thì nó 100 mấy vậy thôi à. Innova taxi mà hàng G hàng gì? G hả? Nếu mà G thì hàng 2. Còn nếu mà hàng Z thì 100 mấy. Thì ví dụ như là chiếc xe nghe. Hả? Xe đã cọc rồi, đã cọc. Đó thì chiếc này nè, chiếc này là một chiếc Lifan nè. Vios Limo 130 triệu nè. Đó thì xe này đời 206, hàng này là hàng Limo ha. Để lâu rồi thì bây giờ anh em là mua thì mình bán xả cho. Đó bên đó với chiếc màu đỏ bên kia mình cũng bán xả luôn. Để lâu không biết là anh em không chạy mới có đề được không. Test thử nha. Tại vì mấy cái xe này
Xe này thì wow, lên luôn. Ồ, nổ máy ngon lại luôn. Ngon lặn luôn. Ồ, máy lặn là lặn luôn anh em. Ngon luôn. Màn hình đầy đủ hết. Rồi. Màn hình đầy đủ hết, xe này có màn hình luôn. Xe này thì anh em mua thì mình bán cho anh em 120 triệu ha. Xe này đang bán 130 nè. Bán xả luôn, bớt cho anh em 10 triệu bán luôn nè. Con số ha, ok luôn, máy lặn. Nói chung mà mấy cái đồ này nó cổ, nó cũ rồi á, cái gì nó cũng cứ sọc xà sọc xịt á. Sọc xà sọc xịt. Có đồ bấm luôn, đồ mốt luôn. Con số. Con số thì ok. Thì mấy cái xe taxi này nó là như thế thôi, chứ kêu mà ngon hơn thì không có nữa. Ghế thì không rách, trần thì bằng nỉ ha, nỉ zin nguyên ha. Rồi, thì cái xe này mình để đây đi ha. Và anh em là chỉnh bấm lên xuống rất là ngon. Có dán chống nóng luôn anh chị nhìn thấy ha. Máy ngon lành. Máy nổ ngon lành luôn anh chị. Ngon lành luôn. Đó thì xe này mình bán 120 triệu, anh chị nào mua thì cứ đến trực tiếp xem ha. Ở xa thì có thể là chuyển cọc cho bên mình 10 triệu gì đó, mình giao cho. Nếu mà anh chị xuống mà anh chị chê thì anh chị bên em lấy tiền phí thôi. Đít xe thì sạch sẽ, nhìn đẹp đúng không? Xe thì này thì rút hồ sơ bình thường. Nhưng mà anh chị mua thì nên ký ủy quyền gì thôi, chứ mấy cái xe này mà rút hồ sơ nó thì nó sang năm thì mình nghĩ cái xe này nó còn vài chục triệu thôi, nó không còn giá trị đâu. Cho nên là mình nên ký thôi. Đó là cái xe này mình đang bán vậy ha. Mâm thì mâm đúc luôn. Xe thì cùi bắp được bộ mâm đúc. Nó vỏ còn đẹp. Rồi tiếp tục qua cái xe này xả lỗ cho anh chị luôn nè, cho vui nè. Đó, xe này thì nó bị mấy cái chỗ chóc nè. Xe này là một xe vua ăn xăng. Xe này đời 2004, đang bán 140 triệu. Thì anh em mua thì bây giờ có anh sẽ để cho anh chị 130 triệu, bớt cho anh chị 10 triệu luôn à, nếu mà anh chị nào thích. Mấy cái xe này thì anh chị nào mua thì bên em là bán dạng như bớt cho anh chị để anh chị về bán kiếm lời luôn ha. Xe này là dòng 5 chỗ ngồi. Xe này nhìn cùi cùi vậy mà 4 cái vỏ mới đúng không anh chị nè. 4 cái vỏ máy tinh. À, 4 cái vỏ mới nè. Đã chưa? À. Rồi, tiếp tục bên mình đang còn một cái xe này. Xe này là hồi xưa mình giao cho thằng Tuấn lính của mình á quản lý. Nó đem nó đi ký hồ sơ làm sao rồi cái để thất lạc giấy tờ. Xe này bây giờ giống như để xác luôn, đang chờ làm thủ tục nha. Xe này thì không chưa bán được. Xe này thì khi mà có giấy tờ thì bán cho anh chị chắc khoảng cỡ 100% vậy đó. Rồi, tiếp tục qua cái con Lasetti bên này đi. Rồi, Lasetti này thì Lasetti này là biển 72 Vũng Tàu nè, máy xăng này đời 2008 luôn. Đang bán là 135 triệu nè anh chị nè. Ồ, đời cao ghê á. Đời rất là cao luôn. Nhắc cái máy lên nha. 2008 luôn. Rồi, cái máy sạch này, phần đầu không bị zin nguyên luôn ha. Phần đầu là còn rinh nè. Đó, xe này thì anh em mua thì mình bớt cho anh em 10 triệu luôn. Thì tất cả các xe là mình bán ngày hôm nay mình xả lỗ là mình bớt 10 triệu luôn. Và mỗi xe là mình bớt 10 triệu, 10, 20, 30. Đó. Đó là hôm ngày hôm nay là mình sẽ bán xả cho anh em một số này. Thì hết cái lô này mình sẽ tiếp tục, mình sẽ còn một cái lô mới mình sẽ tiếp tục review, à tiếp tục luôn cái này luôn đi. Đó, xe này anh em nào mua thì xe này xe chở oxy hồi trước nè. Xe này thì hôm nay anh em mua mình bán rẻ luôn. Gặp trực tiếp bộ phận bán hàng, bộ phận bán hàng sẽ làm việc với anh em và đưa cho anh em một cái giá hợp lý nhất để anh em có thể mua mang về nha. Nội thất đẹp, có màn hình luôn. Đó là những cái xe đang có mặt ở tại bãi ha. Thôi mình cũng cảm ơn anh em bà con đã theo dõi clip của mình, và anh em nào muốn mua xe thì cứ đến trực tiếp xem xe. Và cái xe Innova lúc đang đầu mình có quay thì cái so đó mình có một cái video trực tiếp rồi, và anh em muốn mua cứ đến trực tiếp xem ha. Và những con xe này thì anh em mua anh em chỉ có mang về
là chạy chả phải làm gì. Và anh em có thể là sẽ mua về đăng lên các cái trang mạng và các chợ, có thể là mình sẽ bán được. Đó là những cái xe mà nó có vấn đề, ví dụ như là xấu xấu rồi bị lỗi phần đầu một tí, phần đít một tí, rồi bị này bị kia một tí, chứ không phải là xe mà nó bị nặng. Xe kép ha. Thôi mình cũng xin chào anh em, hẹn gặp tất cả anh em với những clip tiếp theo nha. Bye bye.